nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ, trao đổi và hỗ trợ nhau hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên cơ sở phát huy vị thế, thế mạnh của mỗi bên. Chiều ngày 14 tháng 3, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam sẽ cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo dõi tin tức, viết bài về các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, giao lưu trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng chương trình hợp tác. Đồng thời, Thông tấn xã Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và thực tập tại Thông tấn xã theo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. Cũng theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin cho Thông tấn xã Việt Nam, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam giải đáp các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm liên quan trực tiếp đến Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thông tấn xã, tạo điều kiện để cán bộ Thông tấn xã tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông qua Thông tấn xã Việt Nam thì tôi tin rằng những nhà khoa học, đặc biệt các nhà khoa học trẻ, họ những người rất thông minh và những người rất tâm huyết và sáng tạo, họ có thể đến với công chúng không phải bằng giáo sư hay tiến sĩ, không phải chủ nhiệm các hình lớn, mà họ đến bằng ý tưởng và sản phẩm rất đẹp, những sản phẩm đổi mới. Thì tôi rất mong đấy những là chất lượng để cung cấp tin bài cho nhà đài. Thông tấn xã Việt Nam giao cho Ban biên tập tin tức trong nước làm đầu mối. Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ đầu mối. Hai bên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp công tác có hiệu quả theo định kỳ.